Các cầu thủ China đã nâng tỷ số lên 16. Bước 1 đẹp rồi. Chắn bóng tốt. Tỷ số được nâng lên 11-6 cho cầu thủ lớp 9A. Cơ hội lại được trao cho các cầu thủ lớp 9A. Pha xử lý khéo trên lưới của cầu thủ lớp 9A, tỷ số là 12-6. Đây là năm đầu tiên trường trung học cơ sở Thành Trực Thạch Thành tổ chức giải bóng chuyền ở lứa tuổi học sinh cấp 2. Vẫn còn. Như vậy trọng tài xác định đã có lỗi chạm lưới của cầu thủ 9A và tỷ số được rút ngắn là 7-12 cho cầu thủ lớp 9B. Lỗi bước 1 rồi. Pha bóng chưa tập trung của cầu thủ lớp 9A. Và tỷ số được rút ngắn 8-12. Chắn bóng tốt. Nói đúng hơn là pha bóng rồi, bóng chưa qua lưới. Và tỷ số được rút ngắn 9-12 cho cầu thủ lớp 9B. Do cũng là lần đầu tiên tổ chức nên cầu thủ thi đấu tự do, không đổi vị trí trên sân. Số 3. Điểm bóng 13-9 cho cầu thủ lớp 9A. Nếu vượt qua đội 9B trong trận đấu này, nếu đội nào thắng trong trận đấu này thì sẽ gặp đội nhất của khối 8 để đánh trận chung kết. Không được. Pha phòng thủ không thành công của các cầu thủ lớp 9A và tỷ số được rút ngắn 10-13 cho cầu thủ lớp 9B. Không được. Và đội bóng chưa qua lưới của cầu thủ lớp 9A. Tỷ số lúc này là 11-13. Và lợi điểm đang thuộc về cầu thủ lớp 9B. Cơ hội trao cho cầu thủ lớp 9B. Số 3. Phòng thủ không thành công. Dù rất là nỗ lực nhưng các cầu thủ lớp 9B đã không phòng thủ được trong pha bóng rồi. Quyền phá bóng tạm thời thuộc về các cầu thủ lớp 9A. Vẫn còn. Cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 9A. Chưa được. Không được. Và xử lý chưa qua lưới của cầu thủ lớp 9A và tỷ số là 12-14 cho cầu thủ lớp 9B. Bước 1 tốt rồi. Chưa qua lưới. Tỷ số lúc này là 12-14 cho cầu thủ lớp 9B. Phòng thủ không thành công. Cũng là lần đầu tiên tổ chức nên ban tổ chức không yêu cầu các cầu thủ phải đổi vị trí trên sân mà có thể thi đấu tự do. Không được. Pha chuyền bóng không thuận lợi khiến cho chủ công bên phía các cầu thủ 9A đã thực hiện không thành công. Bước 1 đẹp rồi. Vị trí số 3. Bóng ngoài sân. Như vậy là đầu tiên trong trận đấu này, các cầu thủ 9B đã vươn lên và tỷ số lúc này là 15-14.
Vẫn còn. Điểm bóng cho 93, à xin lỗi, 93, 15. 15 đều. 15 đều. Trong đội hình của hai đội đều có những cầu thủ đang tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu toàn huyện diễn ra sắp tới. Do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp nên giải đấu đã chưa thể diễn ra. Có lẽ là trong khoảng thời gian sắp tới thì sẽ có giải đấu cấp huyện. Chưa qua lưới. 17-16 cho các cầu thủ lớp 9B. Vẫn còn cơ hội được trao cho các cầu thủ lớp 9B. Chắn bóng tốt. Điểm bóng 17-18 cho cầu thủ lớp 9A. Không được. Phòng thủ tốt. Và cơ hội lúc này được trao cho cầu thủ lớp 9A. Không được. Và bóng chưa qua lưới và tỷ số được rút ngắn 18-19 cho cầu thủ lớp 9A. 19 đều. Một pha bóng không tập trung của cầu thủ lớp 9B. Vẫn chưa được. Xử lý rất khéo léo của cầu thủ lớp 9B, nâng tỷ số lên 20 đều. Bước 1 đẹp rồi, một pha bỏ nhỏ nhưng mà chưa thành công. Sau đó là một pha xử lý khéo léo của cầu thủ lớp 9B và tỷ số lúc này là 21-20. Đập bóng tốt. Tỷ số được sát bằng 21 đều. Bước 1 đẹp rồi, cơ hội. Không được. Pha bóng không tập trung của cầu thủ lớp 9A và tỷ số rút ngắn còn 21-22. Phòng thủ không thành công. Tỷ số được nâng lên 23-21. Không được.
Bóng chưa qua lưới và tỷ số là 24-21 cho cầu thủ lớp 9B rồi. Cơ hội chiến thắng trong trận đấu này đang rất gần đối với cầu thủ lớp 9B, nhưng tiếc rằng quả bóng chưa qua lưới. Bóng ngoài sân. Và như vậy trận đấu thứ nhất phần thắng thắng đã thuộc về các cầu thủ lớp 9B với tỷ số là 25-22. Chúng ta sẽ tạm nghỉ. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai, trận đấu giữa lớp 9A và 9B. Và như vậy điểm số đầu tiên thuộc về các cầu thủ lớp 9A. Ở trong trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ lớp 9B đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-22. Cơ hội trao cho các cầu thủ lớp 9B. Trọng tài xác định điểm số thuộc về các cầu thủ lớp 9A. 2-0. Và nỗ lực cứu bóng rất cố gắng của cầu thủ lớp 9B, xin lỗi lớp 9A, nhưng mà không thành công. Tuy nhiên cũng rất là đáng khen cho tinh thần của cầu thủ lớp 9A. Bước 1 tốt rồi. Và đội bóng cũng rất tốt. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho cầu thủ lớp 9A. Số 3 rất gọn gàng, pha đá bóng rất tốt của cầu thủ lớp 9B, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Như vậy trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ lớp 9A và tỷ số được san bằng 3-3. Chắn bóng tốt. Không, như vậy là trọng tài xác định điểm số thuộc về các cầu thủ lớp 9B. Bước 1 đẹp rồi. Năm 3 cho cầu thủ lớp 9B. Như vậy cầu thủ lớp 9B đã lại một lần nữa vươn lên. Bóng qua rồi và cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 9B. Vẫn còn. Phòng thủ không thành công. Và tỷ số lúc này là 4-5. Lợi điểm vẫn đang nghiêng vào cầu thủ lớp 9B. Bỏ bóng tốt. Tỷ số được nâng lên 6-4. Bóng chưa qua lưới. Bước 1 tốt rồi. Cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 9B. Số 3 đập bóng tốt. Tỷ số được san bằng 6-6. Bước 1 không thành công của cầu thủ lớp 9A, 9B. Và cầu thủ lớp 9A đã vươn lên. Tỷ số lúc này là 7-6. Chắn bóng tốt. Cơ hội cho cầu thủ lớp 9B.
Chuyển bóng rất khó. Đây là lần đầu tiên trường trung học cơ sở Thành Trực Thạch Thành tổ chức giải bóng chuyền chúng em học sinh, nên ban tổ chức không yêu cầu các cầu thủ phải đổi vị trí và là phải đến các mùa giải tiếp theo khi mà các em có nhiều thời gian luyện tập hơn thì sẽ thi đấu đúng luật hơn. Bóng chưa qua lưới. Tỷ số là 8-9 cho cầu thủ lớp 9B. Số 3 đập bóng tốt, tỷ số được san bằng 9-9. Các cầu thủ lớp 9B phát bóng, bóng ngoài sân, 19 cho cầu thủ lớp 9A. Và lúc này cầu thủ lớp 9A đang được quyền phát bóng, rất khó. Tuy nhiên là bóng đã sang sân rồi, cơ hội trao cho cầu thủ lớp 9A rất gọn gàng. Tỷ số là 12-9 cho cầu thủ lớp 9A. Phòng thủ không thành công. Tỷ số san bằng 11-11. Hiện tại là hai đội tuyển chúng ta đều diễn ra cả ở sân nữ và sân nam, nên cổ động viên không có. Bóng vẫn còn và cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 9A. Rất tiếc, pha bóng vừa rồi các cầu thủ lớp 9B, 9A. Xin lỗi, các cầu thủ lớp 9A đã không tập trung. Và điểm số lúc này là 12-11 cho các cầu thủ lớp 9B. Bước 1 đẹp rồi. Tuy nhiên pha xử lý không tốt của cầu thủ lớp 9A và tỷ số được nâng lên là 13-11. Không được. 14-11 cho cầu thủ lớp 9B. Bóng ngoài sân. Tỷ số được rút ngắn còn 12-14 cho cầu thủ lớp 9A. Bóng chưa qua lưới. Phát bóng ngoài sân. Đây là giải đấu cấp trường và sắp tới sẽ diễn ra giải đấu bóng chuyền ở lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp huyện. Xử lý bóng tốt. Bước 1 đẹp cho cầu thủ lớp 9A. Đập bóng tốt. Tỷ số được san bằng 15-15. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trận bóng chuyền giữa hai đội 9A và 9B. Tỷ số lúc này đang là 20-16 nghiêng về các cầu thủ lớp 9B. Cơ hội được trao cho cầu thủ lớp 9B. Vị trí số 3. Bỏ bóng tốt. Bóng cho 9B. Quay đăng lên đấy hả thầy? Ừ, thầy quay đây xem thế nào đã. Thầy quay đăng lên YouTube hả thầy? Ừ, đăng xem. Lớp mình có thắng hả? Thắng không? Thắng chứ. Lớp mình có mặt thầy? Lớp mình như thua. Phát bóng ngoài sân. Điểm bóng cho 9A.
điểm cho cầu thủ lớp 9. À, 17-21. Đập bóng tốt. Điểm bóng cho 9B, 22-17. Tỷ số được nâng lên 22-17 cho cầu thủ lớp 9B. Bóng không hiểu ý của cầu thủ lớp 9A. Các cầu thủ lớp 9B đã rất gần chiến thắng trong set đấu thứ 2. Bước 1 tốt rồi. Đập bóng tốt. Đập bóng kinh quá. Đội bóng cho 9A. Điểm số được rút ngắn 19-24 cho cầu thủ lớp 9A. Vẫn còn cơ hội. Cơ hội đến với cầu thủ lớp 9B. Chưa được. Đánh cẩn thận. Còn có một quả nữa, đánh cẩn thận đánh. Rất tiếc, như vậy là phần thắng trong xếp đấu thứ 2 đã thuộc về cầu thủ lớp 9B.